Chào các bạn nha. Hôm nay mình vào bếp là một món ăn rất là đơn giản, dân dã miền Tây trong mùa nước nổi. Đó là khô chưng thịt ba gọi. Rất là đơn giản, dễ làm, mà ăn cơm thì rất là ngon. Thì ở đây á, mình có làm khô xong rồi nè. Bốn con khô này thì để giảm cái độ mặn của khô mình đã ngâm qua nước ấm với nước muối. Cạo rửa cái thật là sạch ha. Đây mình có là 150 g thịt ba gọi, hành và ớt. Xắt cái phần thịt này ra trước. Sau khi mua thịt heo về mình cạo rửa cho thật là sạch. Thì ở đây cái món này mình dùng thịt ba gọi sẽ ngon hơn nha. Xắt xong rồi thì mình sẽ chặn lại miếng nhỏ nhỏ như là được nha. Củ hành thì mình cũng sẽ xắt. Thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh đường, tại vì khô nó mặn lắm các bạn, thì mình sẽ cho hơi nhiều đường tí xíu. Gia vị thì các bạn có thể tăng hoặc giảm nếu các bạn thích món này ha. Nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê nước mắm cho cái phần thịt nó đậm đà hơn, tiêu xay. Nếu có tỏi phi các bạn cho một ít tỏi phi vào, không có tỏi phi thì các bạn ướp củ hành luôn cũng được nha. Ở đây thì sẵn có tỏi phi mình cho vào cho nó thơm. Trộn đều lên. Xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị một cái tô lớn hơn. Khô thì mình sẽ sắp một lớp dưới như thế này. Cho ớt vào. Rồi thì sắp thịt lên trên. Chải đều thịt lên trên củ hành. Bây giờ thì mình sẽ cho lên trên cái nồi mình hấp hoặc mình chưng nha các bạn. Lót một cái dĩa phía dưới cho nước vào. Lựa cái nồi nào mà mình có thể để vừa cái tô này ha. Và đậy nắp lại, mở lửa lên mình hấp. Khô bây giờ đã chín rồi các bạn ơi, rất là thơm luôn nha. Ăn kèm thêm dĩa rau sống là chuối chát dưa leo ha. Nãy mình chưng á, mình có cho thêm một tí xíu, các bạn thấy bây giờ cái nước nó hơi xanh xanh nè, sắp sắp mặt gì nè, để có nước mình chấm thêm rau. Cho thêm một miếng tiêu xay lên trên mặt nữa cho nó dậy mùi thơm ngon hơn. Khô thường thì mình đem mình chiên hết các bạn. Khô chưng cái thịt ba chỉ thì các bạn nghe hơi lạ phải không nè. Nhưng mà ăn là rất là ngon nha. Khô thì nó thơm và thịt nó mềm. Thịt mềm nhưng còn dẻ chứ không có bị bở đâu ha. Nếu mà các bạn thích món khô, mình làm khô chiên nhiều rồi thì các bạn thử đổi món cho gia đình là khô chưng như thế này nha. Ăn vừa ngon, vừa thơm, vừa béo, không có bị mặn như là khô mình chiên đâu nha. Cái món này rất là đơn giản, dân dã. Hôm nay mình chia sẻ các bạn tham khảo cái món này ha. Lâu lâu mình làm nó đổi khẩu vị cho gia đình, ăn cơm thì ngon cơm lắm luôn ha. Chấm thêm chuối chát nè, dưa leo. Khô các bạn thấy bây giờ nó không có bị bở, bị bủng gì hết đâu nha. Cái vị cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn. Khô chưng thịt ba chỉ. Món này thì nhanh gọn lẹ, nếu các bạn thích thì hãy thử vào bếp làm cho gia đình mình dùng ha. Mến chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.